Đêm mặt trời Shop Solar xin chào tất cả anh em nhé. Bác đang quan sát chiếc quạt trần không chổi than chạy hệ 12V đấy, với sải cánh là 90 cm, cánh của nó là cánh nhựa đấy, các bác có thể thấy nhé, quay cực kỳ êm và rất là mát luôn đấy. Bây giờ thì em sẽ quay cụ thể để cho các bác xem nhé. Cái này bên em đang bán là 450.000 đồng bao phí vận chuyển toàn quốc đấy. Các bác mua hàng thì nhắn tin Zalo cho em để trên màn hình. Bây giờ các bác cùng xem em giới thiệu chi tiết sản phẩm nhé. Đây các bác cùng xem em đã đăng ở video trước rồi. Cái này thì khi đăng lên anh em lấy rất nhiều, cực kỳ là chất lượng luôn. Quạt không chổi than này chạy ở động cơ, nó chạy bằng bi nên là nó bền lắm đấy. Xài nó có 3 cánh nhá, về anh em lắp tương ứng vào những cái vị trí này. Đấy, anh em tháo cái ốc này ra, sau đó lắp vào 3 cánh. Khi các bác lắp lên xong thì đo cái chiều từ cánh nọ sang cánh kia nó là 90 cm, khá là mát. Đấy, có cái sách này, các bác móc cái gì vào đây là các bác treo. Cái quạt trần này thì phù hợp với cả gia đình nhà các bác sử dụng ở ngoài sân đấy, hoặc là ở hiên, hoặc là các bác lắp ở phòng khách đều ok đấy. Nên đây nó có cái kẹp này đấy. Đây nó có kẹp, kẹp màu đỏ là cực dương, kẹp màu đen là cực âm. Các bác chỉ cần kẹp vào bình ắc quy là chạy thôi, rất là mát. Hoặc là các bác chạy trực tiếp từ tấm pin mặt trời 100W bên em đang bán nhé. Đấy, đây tích file về này anh em. Đấy, sạc năng lượng mặt trời tích file cực kỳ nổi tiếng luôn, nhập được có sao nào? Mấy thùng này được nhập tổng vào là khoảng gần 80 cái anh em. Sạc năng lượng mặt trời 60A, cái này thì em bán khách thì quá ưng rồi, không phải suy nghĩ. Đây, còn với quạt trần này, quạt trần không chổi than nhé. Các bác nhìn về cái thông số này, cánh 90 nhá. Đây, nó ghi 900mm này. Đấy, 250 vòng trên 1 phút. Các bác nhìn nhé, 250 vòng trên 1 phút. Khá là, quay khá là ok đấy. Điện áp là 12V. Và công suất của cái này có 20W. Đấy, công suất 20W thì nó rất là nhẹ điện, mà anh em sử dụng sẽ rất là tiết kiệm điện luôn. Chỉ cần một cái bình xe máy anh em chạy được. Các bác phòng cái này lúc mất điện, cả gia đình nhà mình ăn cơm ấy, ngồi ăn cơm thì nó sẽ rất là mát. Hoặc là cho các cháu nó ngủ thì lúc mất điện thì dùng rất là tiện. Chỉ cần bình ắc quy xe máy là các bác đã chạy được rồi. Đấy, mà cái quạt này nó không chổi than, nó siêu bền luôn, rất là bền. Có 3 cánh nhựa này, mà giá chỉ có 450.000 đồng bao phí vận chuyển toàn quốc. Còn ít nữa thôi, còn khoảng anh nhập được có mấy chục cái. Khi đăng lần trước đăng video lên thì các bác lấy, bây giờ còn có mấy cái nữa là hết, các bác nhanh tay chốt nốt nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.